Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 7.100 đô la token XEO đến từ dự án Awifi. Đây là một mạng testnet nha các bạn. Thì để tham gia dự án này thì các bạn cần copy cái link này drop nó nè các bạn. Còn để thông tin thì các bạn vào minimum các bạn đọc các bạn. Vì mình phát IP mình đọc mới được các bạn. Rồi sau khi các bạn copy cái link đó các bạn dán vào trình duyệt cơ gom, nó hiện ra giao diện thế này nè các bạn. Rồi các bạn dán địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nè. Rồi các bạn copy cái địa chỉ ETH mình dán vào đây nha các bạn. Sau đó các bạn lướt cấp trang nha các bạn. 6E6301. Rồi các bạn bấm submit. Rồi các bạn chờ nó load chút xíu người ta các bạn. Rồi thì bước 1 yêu cầu là các bạn sao chép văn bản này nè. Bước 2 là các bạn trích dẫn từ quýt bao gồm văn bản đã sao chép từ bước 1 ở trên. Khi làm vậy lưu ý rằng từ quýt này là chưa mở thông báo giới thiệu của bạn. Rồi các bạn vô đây các bạn like nè các bạn. Các bạn thích nghe các bạn. Rồi các bạn trích dẫn từ quýt nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên nè. Đúng không ta? Các bạn test lại đi các bạn. Đúng đúng các bạn chữ mình nè. Khổ nổi. Rồi tiếp tục thì các bạn cung cấp URL đã tự quyết lại nè của bạn nè. Thì các bạn mở tự quyết tên của tất cả bạn nè. Nhiều dán quá làm xây xét chút xíu mà các bạn nói này nó mệt quá. Rồi bạn bấm vào một hồ sơ nữa. Rồi sau đó các bạn bấm vào chia sẻ nữa các bạn. Mình sao chép liên kết nè. Đây có lại. Đúng rồi bạn, TWIT có chưa mã giới thiệu duy nhất của mình đúng rồi các bạn. Rồi các bạn chia sẻ các bạn TWIT nè các bạn. Mình làm chậm chậm các bạn để sơ sót nó uổng quá. Rồi các bạn dán cái link TWIT vào đây nha các bạn. Rồi các bạn gửi và tiếp tục hướng dẫn cuối cùng nữa các bạn. Rồi submit. Đây thì nó đã nhận được nè, chúng tôi đã nhận được bài dự thi qua của bạn. Nếu như của bạn đáp ứng đủ yêu cầu để đủ điều kiện, bạn có thể nhận không được 0.1 ETH cho ra. Nếu bạn muốn kiếm thêm ETH vui lòng sử dụng rồi này vào các mã thông báo test sau. Một là 0.02, hai là USDT. Đây là những dồi các bạn testnet lấy phí ra thôi các bạn. Kiểm tra giấy của bạn để thông báo mã testnet. Chúng tôi sẽ đến nơi trong giây lát. Nếu bạn chưa nhận được mã thông báo trong 5 phút, vui lòng cung cấp địa chỉ ETH của bạn để hỗ trợ trên bất quả phi. Thêm bảo thông báo của bạn. Nhấp vào đây để thêm mã thông báo nhanh chóng. Rồi, mình chưa có cái pizza của tập càng ETH mạng testnet thì các bạn nhấp vào đây nha tất các bạn. Rồi sau đó thì các bạn gỡ địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Trên cái chocolate mình nha các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Đâu ta? Sao nó không ăn ta? Rồi. Rồi đây thì gamer thì nó có nói là 3D8 hôi dịch cho các bạn. Rồi thì cái dồi này các bạn yêu cầu sau thời gian của nó các bạn yêu cầu không được các bạn. Hiện tại giờ các bạn yêu cầu không được nữa. Sau 8 giờ nữa các bạn, 1 ngày 3 ngày nữa các bạn vào đây các bạn yêu cầu phí ra nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn copy con chắc của những cái token này các bạn add vào cái mạng của tất cả các bạn nha các bạn. Ok, trước tiên thì mình hướng dẫn các bạn tới đây thì sau này mình sau 8 giờ nữa mình sẽ làm khi nào mà yêu cầu được rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn áp những cái mạng này vào mạng ETH testnet của tất cả các bạn nha các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc đi. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.